Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Kiến thức chuyên sâu. Trong bản tin ngày 19 tháng 5 hôm nay. Trước khi vào nội dung chính, chúng ta sẽ dành ít phút để kỷ niệm 134 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, vị cha già của dân tộc. Người có công rất lớn trong việc đưa Việt Nam trở thành một đất nước tự do, độc lập và hòa bình như hiện nay. Có một điều chắc chắn là dù người đã đi xa, nhưng hình ảnh của người vẫn luôn sống mãi trong lòng chúng ta và dân tộc Việt Nam. Trở lại với nội dung chính video ngày hôm nay Các sếp biết đó em hiện tại đang không ở Hà Nội Thế nên không làm được những bản tin phức tạp liên quan tới Nga, Ukraine, Trung Đông và phương Tây Vì vậy xin khất các sếp vào ngày mai chúng ta sẽ trở lại các video bình thường nhé Vậy video này chúng ta sẽ nói về gì? Vâng, chúng ta sẽ nói về Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khi ông tham dự một cuộc họp rất quan trọng cùng với Hội đồng Chính sách Đối ngoại và Quốc phòng tại Moscow. Tại đây, Ngoại trưởng Lavrov đã có một bài phát biểu tiết lộ về những chính sách trong tương lai của Nga về Ukraine và phương Tây. Sau đây, chúng ta cùng nhau đi tới nội dung chi tiết. Tôi rất vui mừng được một lần nữa tham gia vào cuộc họp của Hội đồng Chính sách Đối ngoại và Quốc phòng. Tôi xin những người đứng đầu cơ quan đăng kính đừng ngạc nhiên khi mỗi năm tôi đều cố gắng gặp các bạn. Đây không phải là một nghĩa vụ mà là niềm vui khi được đồng bộ hóa cùng nhau trước những sự việc không ngừng nảy sinh trong xã hội bây giờ chúng ta đang bắt đầu một chu kỳ chính trị trong nước mới sau kết quả của cuộc bầu cử tổng thống nhân dân ta một lần nữa đặt niềm tin cao vào tổng thống vladimir putin và đường lối của người trong đó có lĩnh vực đối ngoại Tất nhiên, điều này buộc bộ của chúng tôi phải làm rất nhiều việc. Chúng tôi đang nghiên cứu các bước cần thiết để tiếp tục triển khai phiên bản mới của khái niệm chính sách đối ngoại Nga được phê duyệt vào tháng 3 năm 2023. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh ngay rằng tính liên tục của chính sách đối ngoại của nước ta bao gồm các mục tiêu và ưu tiên sẽ được đảm bảo. Chúng tôi làm việc trong điều kiện khó khăn, điều này không cần phải giải thích chi tiết. Phương Tây do Hoa Kỳ dẫn đầu không từ bỏ mục tiêu được tuyên bố chính thức, kể cả ở cấp độ học thuyết là gây ra một thất bại chiến lược đối với Nga. Hơn nữa, những thất bại không chỉ bao gồm cả quân sự. Chính sự tồn tại của đất nước chúng ta bị nhiều người bài Nga hung hãn nhất coi là mối đe dọa đối với sự thống trị toàn cầu của một tỷ dân vàng do Washington lãnh đạo. Tất nhiên, chúng tôi giống như tất cả mọi người có mặt ở đây đang theo dõi những gì mà phương Tây đang làm, cách họ thực hiện các kịch bản gây thiệt hại tối đa cho chúng ta, kêu gọi cung cấp tất cả các loại vũ khí mới cho chế độ Kiev và đã chính thức cho phép tập kích ở bất kỳ khu vực nào trên lãnh thổ Nga. Ít nhất thì họ cũng nói rằng việc quyết định ở đây tùy thuộc vào Kiev. Những tuyên bố mới nhất về vấn đề này bao gồm cả Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đều được nhiều người biết đến. Tất nhiên những kẻ diều hâu này yêu cầu chính phủ của họ tăng cường đầu tư vào khu liên hợp công nghiệp quân sự, đặt nền kinh tế và tình trạng chiến tranh và ảo tưởng về quá trình phi thực dân hóa Nga trong ngoặc kép mà chúng ta có thể hiểu rằng là một sự chia cắt lãnh thổ của chúng ta. Gần đây nhất là vào ngày 2 tháng 5 năm này, một hội nghị được tổ chức tại Chatham House ở London, nơi đang tập trung hoàn toàn vào việc tịch thu tài sản của Nga bị đóng băng ở phương Tây. Phó Thủ tướng Canada Freeland đã lên tiếng ở đó. Có một thời, bà là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Chúng tôi đã liên lạc với bà ấy nhiều lần với cương vị đó. Bà ấy đã quảng bá luận điểm tại hội nghị này rằng Lấy đi tiền của Nga là một bước đi hợp lý về mặt chính trị và đạo đức Nó cần thiết để cứu Ukraine và duy trì trật tự dựa trên luật lệ Như họ và bà ấy nói, điều quan trọng là tạo ra một tiền lệ khiến kẻ xâm lược phải trả giá trong bối cảnh tương tự, tôi sẽ đề cập đến cuộc gặp gỡ diễn ra vào ngày 25 tháng 4 năm nay tại James Dow Foundation, một cuộc thảo luận về chủ đề sự sụp đổ của nước Nga, nơi các nhà hoạt động của diễn đàn các dân tộc tự do hậu Nga được Hoa Kỳ tài trợ công khai đã phát biểu. Cách thực diễn ra các cuộc thảo luận như vậy cho thấy rằng giai đoạn gay gắt nhất của cuộc đối đầu chính trị quân sự với phương Tây vẫn tiếp tục và có thể nói là đang diễn ra sôi nổi. Khi nói tới luận điệu chống Nga, Chúng tôi thấy các nước láng giềng châu Âu đặc biệt nhiệt tình. Mọi người đều nghe những tuyên bố của Emmanuel Macron, David Cameron, Joseph Biden và những người khác về cuộc chiến chống Nga không thể tránh khỏi. Tôi nhớ Chenin, người có mặt ở đây, đã viết trong một báo cáo của mình rằng châu Âu hiện tại không còn phù hợp là đối tác của chúng ta trong ít nhất một thế hệ. Tôi không thể không đồng ý về nó. Chúng ta trải nghiệm điều này hầu như hàng ngày trong thực tế. Phải thừa nhận rằng có nhiều sự thật ủng hộ dự báo như vậy chứ không chỉ theo cảm nhận của chúng ta. Chúng tôi cho rằng những dị báo này là chính xác. Sau thất bại trong một cuộc phản công khét tiếng của lực lượng vũ trang Ukraine, phương Tây bắt đầu quảng bá một luận điểm mới họ thẳng thắn nói rằng putin sẽ không dừng lại ở ukraine họ nói nếu sớm hơn trước khi bắt đầu một chiến dịch quân sự đặc biệt hãy nhanh chóng chấp nhận ukraine và nato và putin sẽ không dám thực hiện những kế hoạch của mình đối với đất nước này bằng tất cả họ xuất phát từ thực tế rằng tư cách thành viên trong liên minh là thiêng liêng và nga sẽ không bao giờ xâm phạm điều thiêng liêng này bây giờ lời lẽ lại hoàn toàn trái ngược họ nói rằng vladimir putin sẽ giành được Ukraine và sau đó tấn công NATO. Vì vậy, tất cả chúng ta cần phải khẩn trương trang bị cho mình tận rằng. Chính sách này được thực hiện nhằm khôi phục sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội các nước châu Âu, đồng thời chuyển các tổ hợp công nghiệp quân sự của các quốc gia NATO sang chế độ thời chiến. Công việc đã bắt đầu vẫn còn mang tính khái niệm về các đường nét của việc hình thành một liên minh quân sự châu Âu với các thành phần nạn nhân. Trước hết, Pháp rất nhiệt tình Chính Macron gần đây đã thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn rằng Paris và Berlin luôn coi Nga là một mối đe dọa chính, rõ ràng ở đây có những ảo tưởng về năm 1812 và 1941, mối đe dọa này luôn hiện hữu ở các thủ đô trên. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng Liên minh Bắc Đại Tây Dương đã tiến hành chiến tranh chống lại đất nước của chúng ta kể từ năm 2014 trong cùng một loạt bài được thông báo vào tháng 4 năm nay một nghị quyết của Nghị viện châu Âu về Nga trong đó kêu gọi các chính phủ châu Âu không công nhận tính hợp pháp của Vladimir Putin và cắt giảm mọi liên lạc với ông ngoại trừ các vấn đề nhân đạo và thiết lập hòa bình ở Ukraine. Hơn nữa, 493 đại biểu đã bỏ phiếu cho quyết định này, một quyết định định hình thực tế chính trị và pháp lý về sự sống chung của chúng ta với eu đây là những con số biết nói tất nhiên chúng tôi tính đến tất cả những số liệu này và các sắc thái khác trong đường lối thực tế của chúng ta theo hướng phía tây chúng tôi vẫn cam kết thực hiện các nhiệm vụ mà tổng thống đặt ra không chỉ liên quan đến hoạt động quân sự đặc biệt mà còn liên quan đến vị trí trên chính trường thế giới mà nga nên giữ một vai trò hợp pháp trong trường hợp của chúng tôi chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng các biện pháp ngoại giao để khiến phương tây từ bỏ các chính sách thủ địch và giúp đạt được các mục tiêu đã nêu của hoạt động quân sự đặc biệt các hoạt động ngoại giao của chúng tôi sẽ coi đây là ưu tiên hàng đầu như tổng thống putin đã nói Chúng tôi vẫn sẵn sàng đối thoại với phương Tây, bao gồm cả các vấn đề an ninh và ổn định chiến lược, nhưng không phải vì thế mạnh hay sự độc quyền của riêng mình mà dựa trên những điều kiện bình đẳng, tôn trọng lợi ích của nhau. Hơn nữa, phải đối thoại về toàn bộ các vấn đề tồn tại trong thế giới ngày nay trong lĩnh vực ổn định chiến lược và bối cảnh quân sự, chính trị nói chung. Phương Tây, đặc biệt là người Mỹ, thường thích đưa ra một khía cạnh ra khỏi toàn bộ vấn đề phức tạp về ổn định chiến lược và cho rằng Nga từ chối. Họ nói chúng ta không có tính xây dựng, đây là trường hợp mà trong một thời gian dài khía cạnh này là mong muốn được thăm lại các cơ sở hạt nhân của chúng ta trong khi đó họ vẫn duy trì thái độ thù địch hoàn toàn trái ngược với các nguyên tắc mà hiệp ước vũ khí tấn công chiến lược đặt ra trong đó có việc thanh tra lẫn nhau bất chấp mọi mức độ nghiêm trọng và các phương tiện truyền thông của phương tây luôn đưa ra những biểu hiện đối đầu nga không giới hạn quan hệ đối ngoại của mình theo một hướng nếu không chúng ta sẽ không phải là một cường quốc trong tình hình hiện tại Chính Chúa đã ra lệnh cho chúng ta phát triển hợp tác với đa số toàn cầu, nhưng người không sẵn sàng hy sinh mối quan hệ cùng có lợi với chúng ta dựa trên ký ức lịch sử vì cuộc phiêu lưu địa chính trị của phương Tây ở Ukraine. Mối quan hệ của chúng ta với các nước châu Á, châu Phi, Trung Đông và châu Mỹ là tỉnh dưới nhiều hình thức khác nhau vẫn là ưu tiên chính sách đối ngoại. Trung tả có nhiều điểm chung với nhóm đa số toàn cầu, bao gồm hình ảnh chung về một thế giới đa cực trong tương lai, cam kết tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của giao tiếp giữa các quốc gia, trong đó có nguyên tắc chính sự bình đẳng về chủ quyền cách đây một ngày tổng thống vladimir putin đã đến thăm trung quốc đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông kể từ khi tái đắc cử cuộc đàm phán với chủ tịch trung quốc tập cận bình và các cuộc gặp gỡ với các đại diện của lãnh đạo trung quốc đã khẳng định mối quan hệ đối tác toàn diện và tương tác chiến lược của chúng ta có chất lượng vượt trội so với các liên minh quốc gia truyền thống của thời đại trước và tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì an ninh và cân bằng quốc tế phát triển toàn cầu tôi đã đọc các tài liệu mà một số thành viên đang chuẩn bị bao gồm các cuộc thảo luận về thế nào là một liên minh thực sự trong thời đại chúng ta điều này sẽ đáp ứng được lợi ích của nga chúng ta có thể và nên có một cuộc trò chuyện đặc biệt về chủ đề này chúng tôi sẵn sàng tranh luận và thảo luận về các ý tưởng được thể hiện trong ấn phẩm nhằm xây dựng một liên minh thực sự với trung quốc đánh giá được lãnh đạo chúng ta đưa ra là mối quan hệ này chặt chẽ thân thiện đến mức chất lượng vượt trội so với các liên minh cổ điển ngày xưa nó phản ánh đầy đủ bản chất của mối quan hệ tồn tại giữa nga và trung quốc đang được củng cố trên hầu hết mọi lĩnh vực hành động của chúng tôi ở trung quốc và các hướng khác ngoài phương tây gợi lên sự tức giận không che giấu của cựu bá chủ và các vệ tinh của họ chỉ cần nhìn vào cách Hoa Kỳ và các tay sai của họ đang cố gắng để khiến các quốc gia thuộc nhóm đa số toàn cầu đối phó với Nga và lôi kéo họ vào các sáng kiến chống Nga, chẳng hạn như tổ chức Hội nghị Hòa bình về Ukraine ở Thụy Sĩ. Chúng ta hãy nói về điều này chi tiết hơn, mục tiêu càng đơn giản càng tốt, bắt kịp nhiều người tham gia hơn và tạo ra một đám đồng khiến nhiều người tuyên bố rằng công thức hòa bình của Volodymyr Zelensky là kế hoạch dàn xếp duy nhất được mọi người chấp nhận. Giai đoạn tiếp theo, hãy áp đặt nó lên Nga Mục tiêu này không hề bị che giấu. Zelensky và Imac cũng như nhiều đại diện của các quốc gia G7, những người đồng thời khởi xướng hội nghị này với Ukraine, đã phát biểu chính xác theo hướng đó. Tổng thống Vladimir Putin cũng đã nói điều này vào ngày hôm qua tại cuộc họp báo ở Cáp Nhĩ Tân. Đại ý có đoạn: "Chúng tôi ngạc nhiên theo dõi những nỗ lực này, chứng kiến người lớn tham gia vào những việc hoàn toàn vô nghĩa. Nó không có triển vọng. Tôi không tin họ không hiểu điều này." điều này có nghĩa nhiệm vụ không phải là đạt được hòa bình mà chỉ khiến cho càng nhiều quốc gia càng tốt chống nga và sau đó thực hiện các bước đi thù địch hơn nữa đối với cả nga tất cả các đối tác của chúng ta ở phía nam toàn cầu đều hiểu rất rõ những gì mà chúng tôi đang nói đến chúng ta có thể nói chi tiết hơn một chút về những sắc thái nào được quan sát thấy ở vị trí một số quốc gia thuộc đa số toàn cầu khi phương tây kiên quyết áp đặt công thức của zelensky đồng thời tăng cường cung cấp vũ khí tầm xa cho chế độ kiev chúng tôi hiểu rõ đây là tín hiệu cho thấy phương tây chưa sẵn sàng cho một cuộc đối thoại nghiêm túc điều này có nghĩa là họ đưa ra lựa chọn nghiêng về một cuộc đối đầu trên chiến trường chúng tôi đã sẵn sàng cho việc này chắc chắn nga sẽ bảo vệ lợi ích của mình theo hướng ukraine phương tây và châu âu điều này nhìn chung được hiểu bởi hầu hết các đồng nghiệp nước ngoài trên thế giới mà chúng tôi giao tiếp Tất nhiên, tôi không biết những đồng nghiệp phương Tây của chúng ta đang nghĩ gì, những người ngày nào cũng làm chúng ta ngạc nhiên với một số phát hiện mới. Gần đây, sau khi thông qua nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về lệnh ngừng bắn ở giải Gaza, ít nhất là trong tháng ăn chay Ramadan, đại diện thường trực của Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc là Greenfield đã tuyên bố rằng nghị quyết này không mang tính ràng buộc chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc một cách có phương pháp và nhất quán nhằm xây dựng các cân bằng cơ chế và công cụ quốc tế mới đáp ứng lợi ích của nga và các đối tác của chúng ta cũng như thực tế của một thế giới đa cực theo tôi hiểu tất cả chúng ta đều thừa nhận sự phá sản hoàn toàn của mô hình an ninh euro atlantic trước đây và chính sách ngăn chặn kép của phương tây đối với nga và trung quốc Lukianov gọi đường lối của Hoa Kỳ và các đồng minh trong bối cảnh chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là hiện thân của NATO ở châu Á. An ninh Euro-Atlantic, mô hình Euro-Atlantic của nó gắn liền với OSCE và với các mối quan hệ với NATO, với EU, bao gồm Hội đồng Nga-NATO và quan hệ đối tác vì hòa bình. Rõ ràng là không có điều nào ở trên, không còn có thể giữ lại như một chương trình nghị sự hiện tại. Tất cả những điều này đã bị chính người phương Tây gạch bỏ, phá hủy, xé nát. Đồng thời, phương Tây đại diện bởi NATO đã nỗ lực giành lấy vai trò dẫn đầu của mình ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, như họ gọi là khu vực châu Á, Thái Bình Dương và chủ yếu là Đông Nam Á. Liên minh tuyên bố tính không thể chia cắt của an ninh ở khu vực châu Á Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Các khối, một hiện thân của cùng một NATO đang được đưa vào nó, ngày càng có nhiều nỗ lực, 3, 4, Al-Qasas và nhiều hơn nữa được tạo ra. Hoa giả sau khi thất bại trong mô hình An ninh Euro Atlantic ở phía Tây lục địa chúng ta, vốn đã cho thấy một số lời hứa cách đây 30 năm đối với một số chính trị giả, giờ đây là NATO do Hoa Kỳ lãnh đạo đã quyết định tiếp quản phía Đông Nam lục địa của chúng ta và thiết lập trật tự riêng của mình ở đó về vấn đề này người ta không thể không nghĩ cách chúng ta nên cấu trúc công việc của mình về chủ đề bảo mật trong những điều kiện này tổng thống putin trong bài phát biểu trước quốc hội liên bang nga đã vạch ra nhiệm vụ làm việc về chủ đề an ninh á âu rõ ràng là không gian cis là ưu tiên tuyệt đối của chúng tôi đẩy là cốt lõi của các nước láng giềng nơi nga có những lợi ích đặc biệt như các nước láng giềng đồng minh và đối tác của chúng ta Rõ ràng là trong những điều kiện địa chính trị mới sẽ cần có những nỗ lực bổ sung để khai thác tiềm năng của EAEU, sự hài hòa chặt chẽ hơn nữa của tổ chức này với sáng kiến một vành đai một con đường của Trung Quốc tạo động lực mới cho hoạt động của SCO, phát triển quan hệ với Nam Trung Á đang nổi lên như một dự án hội nhập độc lập mà nhiều quốc gia hàng đầu, bao gồm tất cả các nước phương Tây chủ chốt, nga, Trung Quốc, thổ nhĩ kỳ và ấn độ đang hướng tới đề xuất phát triển đối thoại ở Trung Á hay định dạng châu Á cộng một. Tất nhiên, còn có ASEAN, nó có một lịch sử phong phú kéo dài nhiều thập kỷ trong việc hình thành triết lý và đà bảo an ninh ở cấp độ cân bằng lợi ích. Toàn bộ cấu trúc đã phát triển trong nhiều thập kỷ dài xung quanh ASEAN hiện đang bị Mỹ, Anh và EU tấn công. Họ muốn thay thế nó bằng các công đoàn, các khối cấu hình nhỏ. Nhưng hoạt động trong các lĩnh vực này là sự tiếp nối của những nỗ lực nhằm hình thành quan hệ đối tác Á-Âu mở rộng phù hợp với ý tưởng của Tổng thống Putin, đưa ra vào năm 2015 tại Hội nghị Thượng đỉnh Nga-ASEAN quan hệ đối tác Á Âu mở rộng và các mối quan hệ giữa các cấu trúc mà tôi đã đề cập có thể trở thành cơ sở vật chất cho khái niệm an ninh Á Âu, điều mà hiện nay chúng ta buộc phải nghĩ đến và không có quyền không nghĩ đến. Cả SCO và ASEAN đều có các chương trình bằng cách này hay cách khác liên quan đến các vấn đề chính trị quân sự. Nó đóng một vai trò ngày càng quan trọng trong hoạt động của họ. CSTO cũng đã chính thức hóa quan hệ với SCO. Ở CIS các hoạt động chương trình của nó mang khía cạnh quân sự chính trị một cuộc chiến chống lại những thách thức và mối đe dọa mới một điều đáng suy ngẫm tất nhiên tôi muốn hợp nhất những mầm á âu vào một cấu trúc mới dưới một loại chiếc ô chung nào đó về vấn đề này, tôi sẽ đề cập đến sáng kiến của Kazakhstan nhằm biến hội nghị các biện pháp tương tác và xây dựng niềm tin ở châu Á thành một tổ chức thường trực. Khi liên hệ với những người bạn Kazakhstan, chúng tôi phát thảo những đánh giá của mình và bày tỏ ý tưởng rằng định hướng của quá trình biến CICA thành một tổ chức này, việc tập trung vào phát triển mô hình an ninh Á-Âu ít nhất có thể trở thành lý do cho một cuộc thảo luận thú vị. Chúng ta đừng quên rằng Trung Quốc qua miệng của chủ tịch Tập Cận Bình đã đưa ra khái niệm đảm bảo an ninh toàn cầu dựa trên logic về an ninh không thể chia cắt, khi không quốc gia nào được đảm bảo an ninh của mình bằng cách xâm phạm an ninh của nước khác. Nhìn chung, logic này trên phạm vi toàn cầu tái tạo những gì đã được ghi lại trong OSCE năm 1999 ở Istanbul và ở Astana vào năm 2010, khi tính an ninh không thể chia cắt này được tuyên bố là nghĩa vụ chính trị của tất cả chúng ta. Các bạn biết phương Tây giải quyết những nghĩa vụ này như thế nào? Họ đã làm mọi thứ theo cách phất lở và làm suy yếu cam kết của mình, cũng như làm suy yếu an ninh của Liên bang Nga ở mọi khía cạnh, bao gồm cả việc cố gắng khiến các đồng minh của chúng ta chống lại chúng ta. Tuy nhiên, sáng kiến của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về an ninh toàn cầu đã được thảo luận trong chuyến thăm Trung Quốc của chúng tôi tại các cuộc họp với tư cách là thành viên của các phái đoàn, cũng như trong các cuộc họp theo hình thức hẹp và trong các cuộc nói chuyện trực tiếp giữa các nhà lãnh đạo. Chúng tôi thấy lý do chính đáng cho việc thúc đẩy thực tế ý tưởng đảm bảo an ninh toàn cầu bắt đầu bằng việc hình thành nền tảng an ninh Á-Âu mà không có bất kỳ cuộc đột kích Euro-Atlantic nào nữa. Tất nhiên, đồng Euro sẽ vẫn còn, nhưng Đại Tây Dương không còn áp dụng cho lục địa của chúng ta nữa. Tôi hiểu rằng đây là một câu hỏi khó. Chúng tôi nhận thức được sự tồn tại của mối liên hệ giữa hợp chủng quốc Hoa Kỳ với các đồng minh châu Âu, Đông Á và Thái Bình Dương, một mạng lưới gồm đủ liên minh. Nhưng sẽ là sai lầm nếu không tự mình nghĩ đến việc đảm bảo an ninh cho lục địa của mình vì vậy chúng tôi muốn thực hiện các quy trình như vậy và cố gắng bắt đầu chúng với một nhóm những người có cùng chỉ hướng. trước hết ý tôi là SCO và các cấu trúc khác mà tôi đã liệt kê trong không gian Á Âu. đồng thời chúng tôi sẽ để ngỏ cho tất cả các quốc gia và các công trình nằm trên lục địa của chúng tôi có liên quan đến Á Âu không có ngoại lệ tham gia vào quá trình chung này. điều này càng phù hợp hơn vì quá trình khu vực hóa các quy trình ở cấp độ toàn cầu cũng được quan sát ở các nơi khác trên thế giới. Các quốc gia riêng lẻ và các tổ chức của họ đang nỗ lực tự mình nắm giữ vận mệnh của mình và không còn phụ thuộc vào ý thích bất chợt của những kẻ kiểm soát mọi công cụ, mọi cơ chế, mô hình và hệ thống toàn cầu hóa do Hoa Kỳ tạo ra. Chúng tôi đang quan sát những quy trình như vậy ở châu Phi, nơi các công đoàn châu Phi và các cấu trúc tiểu vùng đã trở nên tích cực hơn đáng kể. Ở châu Mỹ Latin, Cộng đồng các nước Mỹ Latin và Caribe với sự trở lại của Brazil đã tìm thấy làn gió từ hải và đang tích cực làm việc để giảm thiểu rủi ro cho các dự án kinh tế, tài chính và đầu tư của mình khỏi những xáo trộn quan sát được trong thời kỳ dịch bệnh Chúng ta đừng quên rằng việc kích hoạt đời sống khu vực sẽ được hưởng lợi từ việc hài hòa các tiến trình ở các châu lục khác nhau. Tôi không thể không đề cập đến vai trò quan trọng tiềm tàng của BRICS, vốn đã tăng gấp đôi số thành viên. Có khoảng 30 quốc gia đang xếp hàng chính thức hóa quan hệ với hiệp hội này. Nga, với tư cách là chủ tịch BRICS năm nay, đang ưu tiên chuẩn bị cho một cuộc họp bộ trưởng vào tháng 6 tại Novorov và hội nghị thượng đỉnh vào tháng 10 tại Kazan. Chúng tôi đặc biệt chú ý đến việc giúp các thành viên mới hòa nhập với công việc tổng thể một cách thoải mái nhất có thể. Các nhà lãnh đạo của chúng tôi đã xác định việc xây dựng các tiêu chí cho nhóm quốc gia đối tác BRICS là ưu tiên thứ hai. Tôi hy vọng rằng nó sẽ được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh ở Kazan vào mùa thu này. Vâng, trên đây là toàn văn bài phát biểu của Ngoại trưởng Lavrov tiết lộ những ý tưởng của Nga trong việc ngăn chặn phương Tây ở châu Á, cũng như các vấn đề xoay quanh Ukraine. Còn tất cả các bạn, các bạn có cảm nghĩ như thế nào về vấn đề này? Xin hãy bình luận ở phần bên dưới. Nếu xem nào, có thừa tiền lẻ 5 hay 10 nghìn thì cũng có thể ủng hộ cho kênh. Theo thông tin bên dưới góc phải màn hình, nó giúp cho kênh có thể tồn tại bởi vì kênh có rất ít tiền quảng cáo do bị đưa vào tầm ngắm. Xin cảm ơn các sếp rất nhiều và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.